kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng Phạm Minh Chính cưỡi lưng cọp, tổng trọng tọa sơn quan hổ thịt. Năng lực của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đến đâu thì người dân không xa lạ gì nữa. Từ đại dịch, chính phủ đã triển khai nhiều gói cứu trợ, nhưng cuối cùng thì bị tắc nghẽn. Tiền gần như không đến được với tay người dân, thực tế đã rõ mồn một. Tuy nhiên, với vai trò là người đứng đầu chính phủ, ông Phạm Minh Chính không biết nơi nào làm nghẽn nguồn tiền cứu trợ ấy. Ông lãnh đạo chính phủ cứ như gà mắc tóc, không biết gỡ rối vấn đề, khai thông dòng tiền trợ cấp cho dân. Một trong những khó khăn của dự án nhà ở xã hội tại Việt Nam hiện nay. Dịch bệnh rồi cũng qua, nhưng căn bệnh để nghẽn dòng tiền của chính phủ vẫn còn đang rất nặng. Vào năm 2022 là năm đã hết dịch, nhưng nguồn tiền đầu tư công không giải ngân hết mà vẫn còn nghẽn rất nhiều. Đến đầu năm 2023, ông Phạm Minh Chính đã lập 5 tổ công tác với 3 phó thủ tướng và 2 bộ trưởng, đó là các ông Trần Lưu Quang, ông Lê Minh Khái và ông Phạm Hồng Hà, là 3 phó thủ tướng. Cùng với 2 ông bộ trưởng là Nguyễn Chí Dũng, bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và ông Hồ Đức Phước là bộ trưởng Bộ Tài chính, đi dạo khắp nơi để khai thông nguồn vốn bị tắc nghẽn. Cả năm ông đã xuất quân thực hiện nhiệm vụ, nhưng rồi câu chuyện cũng không đi đến đâu. Dòng tiền này bị nghẽn bằng nhiều nút thắt, li ti, cho nên năm ông này không thấy hết được để khai thông, mà có thấy thì khai thông cũng không hết. Bệnh nghẽn dòng tiền đầu tư công, rồi đâu lại cũng vào đấy. Với thể chế này, với bộ máy này thì không bao giờ thay đổi được gì. Tiền như là máu của nền kinh tế, nếu nó không được lưu thông thì nền kinh tế Việt Nam xanh xao, gầy guộc là điều khó tránh khỏi. Việc để dòng tiền đầu tư công bị tắc nghẽn chẳng khác nào bệnh nghẽn động mạch trong cơ thể sinh học vậy. Vào năm 2023, bệnh nghẽn động mạch vẫn không thể nào chữa trị được, thì ông Phạm Minh Chính lại tự làm khó cho mình. Đấy là ông thúc đẩy gói tín dụng 120.000 tỷ đồng để mà thực hiện một dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội mà ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ấp ủ từ năm 2020 cho đến nay. Thông tấn xã Việt Nam cũng nhận xét khó khăn giải ngân khắp nơi. Dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội của Nguyễn Thanh Nghị được xem như là nhiệm vụ bất khả thi. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh Nghị quyết làm và ông Phạm Minh Chính đã sớm lên tiếng ủng hộ. Ông Chính ủng hộ dự án này và đã cho triển khai gói tín dụng tới 120.000 tỷ đồng để mà giải quyết. Đây có thể nói là hành động tự leo lên lưng cọp của ông Phạm Minh Chính, bởi dự án này được nhiều chuyên gia trong và ngoài nước phân tích là một ca vô cùng khó của ông Phạm Minh Chính. Nếu thất bại thì những kẻ ngự trên cao quan sát sẽ không bỏ lỡ cơ hội để thịt luôn sự nghiệp chính trị của ông Thủ tướng. Ông Nguyễn Phú Trọng đang quan sát xem ông Thủ tướng Phạm Minh Chính triển khai gói 120.000 tỷ này ra sao đây. Đằng sau ông Nguyễn Phú Trọng là ông đệ tử ruột, chuyên gia về tài chính Vương Đình Huệ cũng quan sát tim tử huyệt và báo cáo với ông Tổng Bí Thư. Ông Nguyễn Phú Trọng chỉ cần quan sát ông Phạm Minh Chính thực hiện nhiệm vụ bất khả thi rồi sẽ tính tiếp. Vào ngày 6 tháng 4, trang Việt Nam Plus có bài viết gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, sẵn tiền vẫn khó giải ngân. Vào ngày 6 tháng 8 năm 2022, báo Tuổi Trẻ cũng có bài viết làm nhà ở xã hội, doanh nghiệp có đất, tiền nhưng nản vì thủ tục. Và hầu hết những chuyên gia đều rất dè dặt khi nói về tính khả thi của dự án này. Căn bệnh nghẽn động mạch của chính phủ Việt Nam là căn bệnh kinh niên, cho nên này vẫn chưa thể giải quyết được. Vấn đề giải ngân không giải nổi thì việc ông Phạm Minh Chính bị chính sách nhà ở xã hội của ông Nguyễn Thanh Nghị quật chỉ là vấn đề thời gian. Lúc đó ông Tổng ở vị trí trên cao hơn, không phải tọa sơn quan hổ đấu nữa mà tọa sơn để quan hổ thịt. Người đang cưỡi lên lưng nó khi nhào xuống đất, đó là ông Phạm Minh Chính. Một dự án rầm rộ, tuy nhiên đấy chỉ là bản tính quen thuộc của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ luôn khua chiêng khua trống những ngày đầu rồi sau đó lại bỏ rùi và không còn thấy ai đến thực hiện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin Thủ tướng Phạm Minh Chính cưỡi lưng cọp, tổng trọng tọa sơn quan hổ thịt.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin quan chức ngày càng tham lam và ăn bạo. Ông Tổng là tội đồ hay anh hùng? Ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư cho đến nay đã hơn 12 năm. Thời gian đủ dài để ông tạo ra một lớp lãnh đạo mang dấu ấn của ông. Ông Trọng là người tôn thờ ông Hồ Chí Minh. Những gì được gọi là tư tưởng hay trị đạo đức của ông Hồ đều được ông mót vét dùng để dạy đạo đức cho đảng viên của mình, đặc biệt là lãnh đạo từ trung ương đến địa phương. Vậy câu hỏi đặt ra là với vai trò là người đứng đầu đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã làm được những gì đây? Ông Nguyễn Phú Trọng đã để lại cho quan chức xuống cấp đạo đức hết sức nghiêm trọng. Hiện nay nhìn vào việc ông Nguyễn Phú Trọng ra tay mạnh với tham nhũng thì không ít người đã tung hô ông là nhân vật vĩ đại thứ hai sau Hồ Chí Minh. Ở đây là ông Hồ Chí Minh huyền thoại chứ không phải ông Hồ Chí Minh thật. Ông Hồ Chí Minh huyền thoại được tạo ra trong thi ca, trong văn học, trong sách báo và trong các tư liệu lịch sử được tô hồng của chế độ. Còn con người thật của ông Hồ Chí Minh thì cũng đủ tật xấu, đủ thứ thủ đoạn và cả những hành động gian ác của một con người làm chính trị thời loạn, chứ chẳng phải thần thánh gì cả. Ông Nguyễn Phú Trọng được so sánh với ông Hồ Chí Minh huyền thoại thì xem như thành phần ủng hộ ông đang tung hô ông là thần thánh. Họ thấy những gì ông Trọng làm là thật. Ông Trọng dựng nên lò để đốt quan tham nhiều chưa từng có. Tuy nhiên, nếu bình tĩnh nhìn lại thì tại sao ông Nguyễn Phú Trọng không chạm vào Tô Lâm? Trong khi đó, bằng chứng về việc ông Tô Lâm dính vào vụ Mobifone mua AVG sờ sờ ra đó không ai thấy hay sao? Quan chức ngày nay cắn miếng tới triệu đồ. Ngày nay vụ án Việt Á, vụ án chuyến bay giải cứu, vụ IC rồi vụ đăng kiểm đã cho thấy các cán bộ lãnh đạo của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam đã thối nát đến mức tột cùng. Mới đây, vụ chuyến bay giải cứu đã khui thêm tội phạm. Ông cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội bị cáo buộc nhận hơn 61 tỷ đồng chỉ trong một vụ để giúp hai doanh nhân không bị xử lý hình sự trong vụ án chuyến bay giải cứu. Cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế hơn 180 lần nhận hối lộ tới 42,6 tỷ đồng. Cựu trợ lý của cựu Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, ông Nguyễn Quang Linh bị cơ quan an ninh điều tra xác định đã nhận hối lộ hơn 4,2 tỷ đồng trong vụ án chuyến bay giải cứu. Bộ máy cồng kềnh, quản trị yếu kém, lý luận thì mơ hồ, đường lối hoặc hoang tưởng hoặc không rõ ràng. Chính những điểm này đã tạo ra một đảng cộng sản mà trong đó là những con người tham lam vô độ. Ông Nguyễn Phú Trọng bất lực trong việc tạo ra một tầng lớp lãnh đạo mới có trách nhiệm hơn, có năng lực hơn, thay vào đó là những quan chức tranh nhau xả xẻo, hoặc từ tiền thuế của dân, hoặc trực tiếp lên sức lao động của người dân và doanh nghiệp. Trong các lời phát biểu của quan chức trên báo chí, mà đặc biệt là các báo có tính tuyên truyền như Đài Truyền hình Việt Nam VTV, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội, người ta nói toàn những thứ cao siêu, nào lý luận này, nào lý luận kia, rồi là nào là đường lối này, đường lối kia, vân vân. Nhưng rồi, đằng sau cánh gà của trò mị dân ấy, họ cạp những miếng ăn mà tính bằng cả triệu đô, thật không thể nào tưởng tượng nổi. Chính ông Nguyễn Phú Trọng chọn nhân sự cho đảng mà cuối cùng thì toàn là chuột cống phạm ăn. Để Đảng Cộng sản Việt Nam thối nát khủng khiếp như ngày nay thì không thể thiếu trách nhiệm của người đứng đầu, đó là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Có câu chuyện kể rằng khi người Anh đến Úc Châu, họ mang theo mấy chục con thỏ để phục vụ săn bắn giải trí. Tuy nhiên sau đó thỏ sinh sôi quá nhanh, làm hại mùa màng và mất cân bằng sinh thái. Giờ đây nước Úc phải mất hàng trăm triệu đô la mỗi năm để mà diệt thỏ, mà không biết diệt bao giờ cho hết. Tương tự như vậy, tội của ông Nguyễn Phú Trọng là nuôi thỏ để săn bắt. Nhưng giờ đây, ông săn bắt trên toàn cõi Việt Nam
cũng không bao giờ hết thỏ. Chính sự bảo thủ không can đảm từ bỏ cái cũ, dán mác Lenin và Đảng Cộng sản giờ đây nhìn đâu cũng thấy tham ô, mà toàn là tham ô rất bạo. Nếu công lao của ông Trọng một thì tội đồ của ông phải là 10. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin quan chức ngày nay ngày càng tham lam và ăn bạo. Ông Tổng là tội đồ hay anh hùng đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.